Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Tâm bình đẳng cúng dường. Khi cúng dường chúng sanh, chúng ta không thành tâm. Nhưng khi cúng dường Phật thì chúng ta mới thành tâm. Nếu có tư tưởng như thế, tức là sai lầm rồi. Hôm nay tôi xin đề cử ra một thí dụ để nói rõ về điểm này. Quý vị chỉ biểu hiện sự cung kính khi cúng dường lương thực cho sư phụ, còn khi đem thức ăn cho người khác thì quý vị đâu có thành tâm như thế. Vậy nghĩa là tâm phân biệt của quý vị đang tác quái đấy. Quý vị không nên nghĩ như tôi cúng dường người này thì công đức lớn, hoặc cúng dường người kia thì công đức nhỏ. Nếu ai nghĩ như thế thì dù có đại công đức cũng sẽ biến thành tiểu công đức, còn như công đức nhỏ thì càng biến thành nhỏ hơn nữa. Vì Đức Phật rất lo ngại sẽ không có ai cúng dường cho đệ tử Ngài trong tương lai, cho nên Ngài mới nói, cúng dường Phật và cúng dường chúng sanh đều có công đức như nhau. Phật có tâm đại từ đại bi và muốn cho chúng đệ tử có cơm ăn, Ngài mới dạy người ta đừng có tâm phân biệt, xem ai ai cũng như nhau, mà nên bố thí một cách bình đẳng. Quý vị hãy chú ý, nếu quý vị tranh nhau cúng dường cho sư phụ, nhưng lại để cho chúng đồ đệ của ổng bị chết đói, đó là việc làm tàn nhẫn lắm đấy. Do đó, những thức ăn mà quý vị cúng dường tôi đều không ăn, vì nếu như hôm nay tôi ăn quá nhiều, đến nỗi đầu óc bị choáng váng. Vậy, quý vị nói là quý vị có công đức hay không? Giảng ngày 29 tháng 10 năm 1985. Ha ha ha, 问什么的说